Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 12 tháng 9 của Đài Phát thanh Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình có những thông tin đáng chú ý sau. Đức Hoa có 5 em học sinh nhận học bổng của chương trình Thắp sáng ước mơ lần thứ 3, các địa phương tặng quà cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung thu sau đó là vườn tin trong nước và thế giới trước hết mời quý vị theo dõi vườn tin trong tỉnh ngày 10 tháng 9 năm 2016 tại nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình thắp sáng những ước mơ lần thứ ba tham dự chương trình có quỹ viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lãnh đạo Quỹ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh Con tum Đắk Lắk Tây Ninh Long An Bến Tre Quyện Đức Hòa, tỉnh Long An có 5 em được nhận học bổng từ chương trình này. Trong đó, em Lê Thị Duy, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Lộc Giang, được nhận sổ tiết kiệm 5 triệu đồng. 4 em còn lại được nhận quà từ chương trình là dụng cụ học tập dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng 1 triệu đồng do lãnh đạo Quỹ ban Nhân dân thành phố trao tặng. Chương trình thắp sáng những ước mơ nhằm tôn vinh những tấm gương có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng dương lên trong cuộc sống và học tập. Chương trình đã trao 30 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 5 triệu đồng, 32 suất học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng và 250 phần quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là con em của chiến sĩ bộ đội biên phòng. Từ năm 2014 đến nay, chương trình thắp sáng những ước mơ đã vận động các nhà hảo tâm trao 500 sổ tiết kiệm và hàng ngàn phần quà đến trẻ em khó khăn, dùng sâu, dùng xa và con em chiến sĩ bộ đội biên phòng trong cả nước tiếp tục thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, quyền Đức Hòa phối hợp xã Hòa Khánh Tây trao tặng hai căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ông Phạm Văn Trạnh, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đến dự. Được biết, hai căn nhà tình nghĩa đợt này trên địa bàn xã Hòa Khánh Tây được trao cho ông Chỏ Văn Úc, ngụ ấp Hóc Thơm 2 và ông Hà Văn Quang, ngụ ấp Hóc Thơm 1. Căn nhà được xây dựng dạng bán kiên cố, nền gạch, mái tôn mỗi căn trị giá 50 triệu đồng do công ty cổ phần Tân Đồng Tiến tài trợ. Gia đình ông út và ông Quang thuộc diện gia đình có công với cách mạng còn khó khăn về nhở. Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2016, Trung tâm Y tế huyện Bến Lức tổ chức lớp tập quấn giám sát trọng điểm bệnh do virus Zika, sốt xuất huyết, dengue cho cán bộ y tế 15 xã thị trấn trong huyện tại lớp tập quấn các học viên được cung cấp kiến thức về quy trình giám sát trọng điểm bệnh do virus Zika và bệnh sốt xuất huyết Dengue, quy trình bảo quản và vận chuyển mẫu mũi, endes trong giám sát trọng điểm bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết, quy định điều kiện công bố dịch và hết dịch bệnh truyền nhiễm, chiến lược quốc gia phòng chống. Loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030. Cùng một số quy định thời điểm báo cáo các tuyến trong hệ thống phòng chống dịch bệnh cũng như quy trình thu thập, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thực hành cài đặt phần mềm và nhập liệu trong giám sát trọng điểm sau tập quấn công tác giám sát trọng điểm sẽ được tiến hành ở trung tâm y tế quyện với các hoạt động thu thập toàn bộ bệnh phẩm nội ngoại trú và mẫu mũi để thực hiện các xét nghiệm tìm virus Zika và số xuất huyết Dengue theo báo cáo của ngành chuyên môn vụ lúa hè thu năm 2016 toàn quyện Tân Hưng trao xạ được 38.392 hecta đạt 101% kế hoạch đến ngày 12 tháng 9 năm 2016 bà con nông dân thu hoạch năng suất thu hoạch đạt từ 5,5 đến 6 tấn một hecta, giá bán từ 4.500 đồng đến 6.000 đồng một ký đối với từng loại giống, lợi nhuận bình quân từ 8 đến 10 triệu đồng một hecta. Đối với vụ lúa thu đông, nông dân huyện Tân Hưng cũng đã xuống giống được 16.600 hecta, đạt 191% kế hoạch, có trên 4.000 hecta đã cho thu hoạch, năng suất 5 đến 5,5 tấn một hecta, giá bán từ 4.500 đồng đến 5.500 đồng một ký nội chuẩn từ 6 đến 8 triệu đồng một hectare. Hiện số diện tích còn lại phát triển tốt, mật độ dịch hại và tỷ lệ nhiễm thấp, bà con nông dân tập trung chăm sóc để có vụ mùa thắng lợi. Những ngày qua thời tiết thường xuất hiện mưa dông đã gây không ít khó khăn khâu thu hoạch như lúa bị đổ ngã, lúa ướt khiến cho mái gặt đập liên hợp hoạt động kém hiệu quả, sản lượng bị thất thoát, độ ẩm lúa cao ảnh hưởng khâu tiêu thụ. Mặc dù vậy, dân bà con nông dân cũng đã tranh thủ khi thời tiết có nắng hoặc hanh khô là khẩn trương tiến hành thu hoạch ngày. Hội đồng đội thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015-2016. Năm qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi thị xã Kiến Tường tiếp tục được giữ vững và đã có nhiều bước phát triển mới cả về nội dung cũng như phương thức hoạt động hội đồng đội 8 xã phường và 14 trên 14 liên đội đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục đến tất cả học sinh, đội viên bằng nhiều hình thức, đẩy mạnh cuộc vận động thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, 100% liên đội đã tổ chức hoạt động kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội thi hái qua dân chủ, dân dân được hơn 420 cuộc, có gần 7.000 lượt em tham gia. Trong năm học 2015-2016, thị xã Kiến Tường được 3 xuất học bổng công trình măng non cấp tỉnh, 135 em nhận học bổng cấp thị xã với số tiền hơn 30 triệu đồng. 13 xuất học bổng cho 13 liên đội tham gia phong trào kế hoạch nhỏ, trị giá gần 14 triệu đồng. Nhiệm vụ trọng tâm công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016-2017 được xác định, tập trung vào các nội dung như tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hội đồng đội, các cấp, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở, tạo sự chuyển biến về nội dung, phương thức hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập quấn cho đội ngũ cán bộ, chỉ quy đội. Nhân dịp này, có 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015-2016, được Trung ương đoàn, tỉnh đoàn, Quỹ ban nhân dân và thị đoàn thị xã Kiến Tường trao tặng bằng khen, giấy khen. Tại ấp 5 xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, có lạc bộ yêu môi trường thuộc trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ ban nhân dân xã Hòa Phú đã tổ chức chương trình trung thu dần trang mơ ước cho 200 em thiếu nhi trên địa bàn ấp 5 xã Hòa Phú trong không khí vui tươi của đêm Trung Thu, các em được nghe chị Bùi Thị Phương, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú đọc thư của chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu năm 2016. Dịp này, Hội khuyến học xã đã trao tặng 4 phần quà cho 4 em học sinh 10 năm đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 10 em học sinh 5 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, trao tặng 5 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại đêm Trung thu, câu lạc bộ Yêu môi trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh còn tặng 200 phần quà cho các em thiếu nhi, mỗi phần quà có một bánh Trung thu và một lồng đèn Trung thu. Tổng trị giá đợt tặng quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm nay gần 15 triệu đồng, trong đó các thành viên câu lạc bộ Yêu môi trường Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 10 triệu đồng, phần còn lại do hội khuyến học xã góp thêm. Hội Từ Thiện Từ Tâm Nhân Ái thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Đức Hòa thượng, huyện Đức Hòa tổ chức chương trình Trung thu rất quy mô với sự tham dự của hơn 500 em thiếu nhi và học sinh tiểu học trên địa bàn. Chương trình được chuẩn bị khá chu đáo với nhiều tiết mục vui nhộn, hấp dẫn, lồng ghép kể về sự tích chú Cuội, chị Hằng và ý nghĩa ngày Tết Trung thu cho các em. Ngoài thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân, các em nhỏ còn trực tiếp tham gia những trò chơi như vô địch thần gió, ai là hậu nghệ, dân dân. Cùng với đó là tổ chức những gian hàng ẩm thực miễn phí để các em tự do lựa chọn những thức ăn ưa thích và cùng vui chơi với ngày hội. Đặc biệt, chương trình đã trao 300 phần quà cho 300 em học sinh của hai trường tiểu học, Quỳnh Giang Tạo và Bình Hữu. Mỗi phần quà gồm 10 quyển tập, lồng đèn và sữa. Ngoài ra, 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai trường còn được nhận học bổng trị giá 300.000 đồng một phần. Tổng kinh phí tổ chức chương trình trung thu gần 50 triệu đồng do Hội từ thiện từ tâm nhân ái thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, đoàn thiện nguyện Trái tim Hồng phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức tặng quà trung thu cho trẻ em nghèo. Theo đó, đoàn đã tặng 316 phần quà trung thu cho trẻ em, trong đó tặng cho trẻ em nghèo 244 phần, trẻ em dì kiều là 72 phần, Mỗi phần quà bao gồm bánh trung thu, sữa, lồng đèn và bút màu, tổng trị giá là 9 triệu 480 ngàn đồng. Nhân dịp này, đoàn cũng tổ chức tặng 162 phần quà cho hộ nghèo và diệt kiều sinh sống trên địa bàn xã. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, một thùng mì và các nhu yếu phẩm như đường, muối, dầu ăn, nước tương. Trị giá mỗi phần quà là 230.000 đồng với tổng số tiền là 37.260.000 đồng. Chiều cùng ngày, tại Chùa Cổ Sơn, Đoàn Thiện Nguyện Sang Hồng cũng đã tổ chức tặng quà 300 phần quà trung thu cho trẻ em với tổng trị giá chung là 9 triệu đồng. Đối với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa của huyện Bến Lức, Tết Trung Thu năm nay là một cái Tết đáng nhớ. Trong tiếng trống lân giòn giả, những đứa trẻ với đôi mắt xoe tròn, cầm lồng đèn trên tay, gửi gắm những ước nguyện cùng chị Hằng, chú Cụi. Dược chặn đường xa từ thành phố Hồ Chí Minh đến xã Thạnh Hòa, các anh chị tình nguyện viên trong nhóm Người Việt Trẻ Miền Nam đã dành tặng một buổi tối trung thu đặc biệt cho các em thiếu nhi nơi đây. Mới hơn 16 giờ chiều, không khí ở vùng quê hẻo lánh này trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Các em háo hức đi dự đêm hội trăng rằm. Tại đây, các em được thưởng thức nhiều chương trình văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian, các hoạt động rước đèn, phá cổ. Em Dương Thị Thúy Vi, học sinh lớp 51 trường tiểu học Thạnh Hòa, phấn khởi nói. Hôm nay các anh chị đến trường tổ chức những trò chơi hấp dẫn và trao những phần quà có ý nghĩa. Em rất vui và hạnh phúc. Những phần quà này sẽ tiếp thêm động lực cho chúng em học tập tốt hơn. Em cảm ơn đoàn rất nhiều. Em mong có dịp các anh chị sẽ trở lại trường chúng em. Nhân dịp này, nhóm người Việt trẻ miền Nam đã dành tặng hàng trăm xuất quà, bao gồm bánh kẹo, sách vở, đồ dùng học tập cho các em tham gia. 5 xe đạp dành tặng 5 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 20 phần quà cho gia đình chính sách, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Chị Đinh Thị Ngọc Châu, nhóm trưởng nhóm người Việt trẻ miền Nam cho biết. À, về đây thực hiện một cái chương trình à, mang lại cho các em những món quà tinh thần như là văn nghệ, là trò chơi. Nhóm chị muốn là à, với những cái sức nhỏ của mình có thể giúp các em vượt qua những khó khăn trong năm học mới. Đêm hội trăng rằm kết thúc Giờ phút chia tay lưu luyến mãi, niềm vui, sự ấm áp như lan tỏa. Những món quà tuy bé, những chiếc lồng đèn tuy chưa đủ sắc màu, nhưng đã góp phần làm nên hạnh phúc, niềm vui cho trẻ em ở vùng sâu. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Tối hôm qua 11 tháng 9, tại nhà khác đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, ban từ trực quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng quản lý quỹ di biển đảo quê hương di tuyến đầu tổ quốc phối hợp với đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật hướng về biên giới biển đảo tổ quốc. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn tiếp tục dẫn động nhiều nguồn lực nhằm hỗ trợ và góp phần thực hiện các công trình chăm lo cho quân dân các tuyến biên giới, hải đảo, nhà giàn DK1, ngư dân và công tác hậu phương quân đội trong chương trình bên cạnh những nếp phóng sự về biển đảo chơi dẫn chuyến thăm và tặng quà chiến sĩ bộ đội biên phòng hải quân ngư dân nhân dân ở vùng biên giới hải đảo giao lưu với các cá nhân tiêu biểu khán giả còn được thưởng thức những ca khúc ngợi ca biển đảo tình yêu quê hương đất nước đến cuối chương trình hơn 40,3 tỷ đồng được các cá nhân doanh nghiệp nhiệt tình đóng góp ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương 20 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện lần 6 năm 2016. Tham dự có đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành quỹ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những cán bộ, công chức, viên chức trẻ có những mô hình hay, giải pháp, sáng kiến cụ thể, thiết thực, phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn, mang lại hiệu quả lao động, hiệu quả xã hội cao. Họ còn là những nhân tố tích cực trong công tác đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị xung kích thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện tại địa phương và đơn vị, có nhiều công trình, phần việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua 6 lần tổ chức, giải thưởng cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện đã vinh danh 124 gương thanh niên tiêu biểu tại các cơ quan, đơn vị, các thẩm phán chống khủng bố Pháp đã buộc tội một phụ nữ liên quan tới âm mưu tấn công gần nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris, nơi cảnh sát đã phát hiện được một xe ô tô chứa nhiều bình ga cùng nhiều tài liệu tiếng Ả Rập bị bỏ lại hồi cuối tuần trước. Đối tượng bị buộc tội là Onilashi, 29 tuổi, một trong số nhiều phụ nữ bị bắt giữ trong tuần qua, giới các buộc lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công bạo lực mới tại Pháp. Tại Australia, theo CNN, một người đàn ông đã bị bắt ở ngoại ô Sydney vì bị cáo buộc đâm một người đàn ông 59 tuổi và tìm cách tấn công một sĩ quan cảnh sát. Hung thủ 22 tuổi đã bị buộc tội có hành động khủng bố và âm mưu giết người. Nạn nhân bị thương nặng và phải nhập diện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh... Quý vị vừa theo dõi chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.